Ăn rồi ở không đi đàn ca không chịu đâu. Xuống đường tranh đấu đấu tranh. Mấy con mẹ này chị. Tên giải tội phạm vào đây. Ăn rồi tranh đấu đấu tranh. Kìa Lan, tại sao chúng ta gặp nhau trong tình cảnh này? Cuộc gặp gỡ này là gì đây? Tao phục tương ngộ giữa tri âm tri kỷ hay là cuộc chạm trán của hai kẻ tử thù? Em nói đi, trời sinh ra là bà cô gái để làm gì? Trời ơi, bàn tay, bàn tay đẹp xinh xắn như vậy nè, không để đi cầm hoa, cầm bàn tay của người yêu rồi dìu nhau lên chiều đường hạnh phúc. Đi cầm súng, cầm lựu đạn, cầm truyền đơn, cầm biểu ngữ. Tại sao vậy Lan? Em nói cho anh nghe đi. Trời sinh ra đàn bà con gái đi làm chi? Để yêu, để thương và để chịu sự áp bức khổ đau. Có người con gái nào mà không muốn cầm hoa, không muốn tìm hơi ấm trong vòng tay của người mình yêu để đi khắp cõi bờ đất nước. Nhưng tôi hỏi anh, nếu như trên khắp cõi bờ đất nước này còn đầy dãy những hang hầm miệng sói và cảm bẫy của kẻ thù, thì làm gì có tình yêu trọn vẹn, làm gì yên lòng mới được cầm hoa. Đó là lý do mà vì sao những người con gái như chúng tôi phải đi cầm súng. Lan, tại sao, tại sao em bắt anh phải chứng kiến cảnh trạng đau lòng này chứ? Em có còn yêu anh nữa không Lan? Em có hiểu được nỗi khổ và ước mơ của anh không Lan? Em hiểu. Em hiểu. Em hiểu mà tại sao em làm khổ anh như thế này? Đó là những ý nghĩ mà anh tự lừa gạt mình. Anh làm khổ người thân. Anh là người chỉ biết thương mình. Nói thật nha, trừ bản thân anh ra, anh chưa thật yêu một người nào khác, cho dù người đó được gọi là người anh yêu. Tôi à? Chứ không như em, vẫn trung thành với kỷ niệm, vẫn chung thủy với giấc mơ xưa, vẫn trân trọng tôn thờ một hình ảnh trong tim. Ôi, trước kia anh là một con người dịu hèn trong sáng, mà nay ai đã biến anh trở thành một con người tội lỗi như làm sao với những tháng ngày đẫm máu buông trôi theo những đêm nhạc mê gái rủ quay cô. Hỏi cô nhân có khi nào anh nghe tình yêu sống mơ dậy trong lòng. Ôi đẹp làm sao cái thở hồn nhiên bỡ ngỡ, còn đùa giỡn tung tăng ngây thơ mà sâu sắc, hồn nhiên mà lãng mạn đa tình. Một chút nắng đồng quê, một thoáng hương đất mẹ, một hình ảnh hiền nhân cũng đủ làm cho người ta thấy yêu đời và sung sướng. Anh nhận nhớ những kỷ niệm em đẹp thơ mộng đó. Nhưng mà em nghĩ coi, cuộc sống nó chỉ có tương lai và quá khứ. Mình có lịch sử, có gốc, có nguồn, thì làm sao quên được quá khứ hỡi anh. Mình đâu phải là giống nhau hợp chung, sống đời vô một và vô đình phía chân trời. Mình có những gốc rễ phát sâu từ trong tận đáy tâm mơ hồn. Anh cứ tưởng rằng anh có thể quên, anh cứ nghĩ rằng anh có thể vùi chôn những hình ảnh sáng đẹp phù dung.
đâu biết rằng có những lúc anh cố quên là những lúc anh làm cho nó sống dậy. Những khi anh chạy trốn là những lúc anh đang trở về bằng tiềm thức làm lòng cô đơn. Lạc đừng nhìn anh bằng cái nhìn xa lạ đó. Anh vẫn là bình của Lan, anh vẫn là bình của Lan như thuở trước. Như cái buổi ban đầu hai đứa mới yêu nhau, anh rất thương em, nhớ mẹ, xót lòng trước thảm họa chiến tranh. Nhớ ngày xưa anh cũng làm thi sĩ, ca ngợi tình ta theo trăng nước mây ngàn. Rồi một sáng anh đi, anh đi là để mang vinh quang về cho cha mẹ, cho hạnh phúc lứa đôi của tháng ngày mong đời. Nhưng có ngờ đâu giữa chúng ta giờ đây có bức tường thành nào ngăn trở. Đau xót nhìn nhau mà xa cách buông trục. Lạc ơi, xin em đừng nghĩ anh là kẻ bạc nghĩa giống tình. Em có biết không, hình bóng em luôn chập chờn trong tâm nào, nỗi xót đau vẫn ở lòng anh. Anh không muốn mất em, anh không muốn em chấn thân vào con đường vô nghĩa. Để rồi ngày nào đó ông súng anh sẽ bắn vào em. Lan ơi, nếu em ngã xuống thì em mạnh thần bắn da và xót bao với bao nỗi kinh hoàng. Còn chuyện mẹ anh bị lính quốc gia bắn chết, chuyện đó có hay không làm sao tính được. Anh không tin, nhưng rồi đây anh sẽ tin. Lan ơi, anh không hiểu sao em và quanh không là hai con chim nhỏ ca hát suốt đêm ngày một bài ca hạnh phúc bình yên giữa một thế giới yêu thương trong khung trời đầy thơ mộng. Anh sẽ lo cho em, anh sẽ lo cho em cuộc sống vàng son nhung lụa, và sẽ tặng em một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, nghĩa là ngay trên mặt đất anh sẽ tạo dựng cho em một cuộc sống yên đàng. Tội gì, tội gì em dấn theo dần con đường nguy hiểm xuống đường tranh đấu để rồi rước quả vào tất. Em nghĩ coi việc làm đó chỉ chút lấy đau thương trước sáng thép đạn bom của một siêu cường quốc có một sức mạnh tinh hồn. Cảm ơn. Bây giờ